Hôm kia đã đi siêu thị rồi, hôm nay lại đòi đi tiếp, đến chịu em đây. Ngày nào anh chả ăn như thùng luống, không mua để tủ thì lấy cái gì mà ăn. Thế một mình anh ăn chắc. Này, kia không phải anh Cường sao? Hóa ra là anh ấy xây ở công trường gần ngay nhà mình em ạ. À, sao mà đấy lại bị chửi thế kia nhỉ? Ừ, để anh xuống xem sao. Anh xuống đi, nóng lắm, em ngồi trên này cho mát. Trách nhiệm của anh để ở đâu? Làm thất thoát mất bao nhiêu xi măng của công ty, anh có tiền để nổi không? Nhưng mà giám sát à? Chuyện này đâu phải lỗi của tôi ạ. Anh lại còn cãi à? Này, có chuyện gì mà hai người quan nhau ở Mỹ đây? Sao em biết anh ở đây mà đến vậy? Cậu ta là em trai của anh đấy à? Vâng, đây là em trai của tôi ạ. Tay anh toàn đất với cát thế kia, đâu mà bẩn hết quần áo của em bây giờ. Anh gặp lại em anh mừng quá, anh quên mất. Đây không phải chỗ để anh em hai người ôn lại chuyện xưa. Trong lúc tôi còn nói chuyện tử tế thì anh nên biết điều đi. Những gì tôi nói đều là sự thật mà giám sát. Hôm qua không phải ca trực của tôi. Sau khi làm xong những việc anh đã giao thì tôi về nhà thẳng luôn. Sao vậy? Anh lại làm mất gì của họ à? Không có, chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi cốc cần biết ca trực của ai, nhưng anh nhận làm ở khu vực này, làm thất thoát gần 20 bao xi măng, đó là lỗi của anh. Thế bây giờ anh muốn tôi làm gì thì mới được ạ? Đền tiền mặt chứ sao? Đưa tôi 5 triệu, tôi sẽ không báo cáo với chủ thầu. 5 triệu? Nhưng mà tôi đâu phải người làm mất xi măng đâu, tôi không đền. Không đền à? Thế thì anh bảo thằng em thang chảnh của anh đền đi. Này, anh em nói kiểu gì buồn cười thế? Tại sao trách nhiệm của người khác lại bắt tôi phải đền? Hùng, ý anh là gì? Anh ấy làm mất xi măng thì bắt anh ấy đền, tôi không liên quan. Chào nhé. Cái gì vậy? Anh ta là em trai của anh hay là người dưng thế? Cái gì? Đền bù 5 triệu lại còn bảo anh bỏ tiền túi ra à? Cái thằng giám sát đấy chắc bị rồ, cho nên mới phát ngôn bừa bãi như thế. Thóc đồ mà đãi cả rừng. Em nói thật nhá, anh có thấy không, có mỗi vợ chồng mình làm ăn phát đạt thôi, còn anh trai của anh á, lên thành phố làm mấy năm rồi vẫn dậm chân tại chỗ, đã thế lại còn làm công nhân nữa. Chán chết đi được. Ai biết được, bây giờ đi đâu người ta hỏi anh trai anh làm nghề gì, anh có dám trả lời đâu, toàn lờ đi chuyện khác, xấu hổ bỏ sừ ra. Mà này, sắp tới giỗ bố mẹ đấy, anh liệu thu xếp mà về đi, không lại bị anh chị trách. Anh biết rồi, đứa nào dám trách, anh vả thẳng vào mồm luôn, láo toét. Hai em về rồi à? Mau ngồi xuống đây nghỉ ngơi cho đỡ mệt đi. Ôi, tay có sạch không mà động vào đấy. Vớ được cái gì là sờ vào cái đấy, tùy tiện thật sự luôn đấy. Hai em uống gì không để chị rót cho? Năm nay giỗ bố mẹ, thời tiết cũng đẹp thật đấy. Trời, nóng. Ở đây chắc là không có cappuccino đâu nhỉ? Kìa em, chị dâu ở dưới quê suốt, đầu cắm xuống đất thì làm gì biết cappuccino là cái gì? Ấy chết, em sơ suất quá. Đến cốc trà sữa 20.000, chắc gì chị dâu đã dám bỏ tiền ra mua. Mà biết cappuccino là gì anh nhỉ? À mà, chị đã chuẩn bị gì để làm giúp bố mẹ rồi đấy? Chị chuẩn bị ít lễ với giấy tiền rồi, lát nữa làm thêm mâm cơm cúng là xong. Mà này, bọn em về đây cũng không mua cái gì cả, chị cầm tiền mua đồ cúng cho bố mẹ, còn thừa thì cứ cầm lấy mà tiêu. Nhà bọn em á, chẳng có gì ngoài tiền cả. Chú Thím có lòng thì chị xin nhận, nhưng chú Thím cầm lấy số tiền này đi, chị không nhận được đâu. Chị chê tiền á? Chị không chê tiền, tiền thì ai mà chẳng thích. Anh chị có tiền đủ lo cho mình, còn các em muốn mua cái gì để báo hiếu bố mẹ thì các em cứ mua đi. Chị nói thật, anh Cường làm công nhân trên thành phố gần chục năm rồi mà vẫn dậm chân tại chỗ. Tiền thì không có, bây giờ bày đặt chê tiền. Mà em nói thật nhá,
quý lắm thì vợ chồng em mới cho anh chị tiền đấy. Thế mà lại còn không biết điều. Dù bố mẹ mất rồi, nhưng xét về vai vế, chị vẫn là chị dâu của em. Hai chúng ta cùng phận làm dâu. Sao em mở miệng ra lại ăn nói không tôn trọng với chị như thế chứ? Không tôn trọng cái gì? Này, chị đừng có tưởng chị về làm dâu trước mà chị có quyền lên mặt dạy đời con này nhá. Tôi nói thẳng luôn là tôi thừa tiền đập đi những cái thứ mình ghét để xây lại đấy. Em cứ việc làm những gì em thích. Nhưng chị nói em nghe này, ở nhà chỉ có hai anh em đừng làm gì chia rẽ nội bộ gia đình là được. Chị đang lên mặt dạy dỗ tôi à? Phải rồi, chị là dâu trưởng mà, nói cái gì chẳng được. Ơ, anh về rồi à? Ừ. Hôm nay anh xin giám sát được về sớm. Mà hai vợ chồng về lâu chưa? Ngày dỗ bố mẹ mà cũng lề ma lề mề. Mà này, anh về dạy lại vợ anh đi. Không phải cậy mình là dâu trưởng mà ngồi đây xỉ sói vợ em đâu. Em ăn nói cho cẩn thận. Chị nói móc nói xỉa vợ chồng em bao giờ? Có chuyện gì vậy? Đang hiểu nhầm gì nhau à? Hiểu nhầm cái gì? Anh cứ hỏi thẳng vợ anh thì biết. Em, đã có chuyện gì xảy ra? Thôi, cùng là người nhà với nhau, có chuyện gì không vui, anh em mình bỏ qua hết đi. Kẻ bố mẹ mà nhìn thấy sẽ không vui đâu. Em cũng không thích chấp vặt với đàn bà. Vân, Hùng, hai đứa vào thắp cho bố mẹ nén hương. Nhang với lửa anh để sẵn ở trên bàn thờ ấy. Anh cứ làm phiền em thế nhỉ? Không thấy em đang bận à? Bận của vợ chồng em là ngồi đây chơi game à? Một năm em về được mấy lần, trong khi hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ, anh kêu vào thắp hương thì lại mắng anh là phiền phức là thế nào? Là sao? Sao anh cứ móc xỉa vợ chồng em là thế nào? Thế lát nữa anh vào thắp hương không được à? Lại nhả như khích cả đầu. Anh ghen tị với vợ chồng em à? Anh ghen tị thì anh được cái gì? Hai đứa mà thái độ như vậy khác gì là bất hiếu hả? Này nhá, anh chỉ là một thằng công nhân quen, không có quyền lên mặt dạy đời thằng này. Em dám ăn nói láo tuét với anh thế à? Tôi thích. Làm sao? Không có tiền thì đừng mở mồm dạy đời thằng này. Thôi thôi, mọi người bình tĩnh đã, có gì cứ từ từ nói. Chỗ này mướn chị chưa mõ à? Anh dám đánh tôi á? Anh có tư cách gì mà đánh tôi? Tưởng để trước tôi vài năm mà anh có quyền à? Anh, mình đi về thành phố đi. Ở đây làm cái gì? Tức nghiền hết cả người. Đi anh. À, cô lại mua mỹ phẩm đấy à? Tôi thích thì mua, anh cấm tôi à? Cô ăn tiêu phung phí một vừa hai phải thôi. Cô có biết công ty sắp phá sản rồi không? Cô cứ ăn tiêu vô tội vạ như vậy, có ngày cả nhà cuốn gói ra đường đấy. Tất cả là do anh vô dụng, không lo được cho tôi. Bây giờ quay ra đổ lỗi cho tôi á? Nếu mà cảm thấy không chịu đựng được nữa thì ly hôn đi. Tôi thiếu gì thằng theo đuổi? Thôi mà vợ, anh chỉ say nhất thời nói linh tinh thôi. Vợ tha lỗi cho anh nhá. Tôi nói được là làm được đấy, cứ cẩn thận.
Nào anh có vấn đề à? To đờ bằng từng này vẫn để thằng nhãi cho leo cây. Ai mà biết được, nó hẹn đúng giờ đến để trao đổi hợp đồng làm ăn. Ai nghĩ nó lại to gan lớn mật, dám cho mình leo cây. Bực lắm rồi đấy nhá. Anh cứ định thế này mãi à? Ô, chị Tuyền kìa em. Sao lại gặp bất ngờ thế nhở? Hai em cũng ở đây à? Hai em có biết anh Cường lo cho các em thế nào không? Anh Cường gọi cho các em cả trăm cuộc suốt 2 năm qua, tại sao các em không nghe máy? Dạo này trông chị khác quá nhở? Cũng biết ăn diện trang điểm đấy. Mới trúng số à? Gặp hai vợ chồng ở đây, chị cũng chỉ muốn nói, nếu chú thím có giận anh chị thì anh chị chấp nhận, nhưng ít ra ngày lễ Tết, dỗ chạp cũng phải về thăm bố mẹ chứ. Thích đi hay không á, đấy là việc của tôi. Tôi cần chị dạy bảo à? Mà bọn tôi còn bận tiêu tiền, không có thời gian rảnh đâu. Mình là người một nhà, có cần khắt khe với nhau quá vậy không? Chị chỉ là người dưng nước lã, người nhà cái quái gì. Vợ, nước của em này. Hôm em làm gì mà anh gọi dòng dã suốt 2 năm trời, em cũng không nghe máy vậy? Anh mới lên chức đội trưởng đội công nhân à? Nhìn khác bọt hẳn em nhờ. Đúng rồi đấy. Mà anh Cường ơi, anh cho em xin bí quyết, làm thế nào có thể làm công nhân gần chục năm được không ạ? Anh thật không ngờ, ngần ấy thời gian gặp lại mà hai em vẫn như vậy, chẳng khác gì cả. Anh mới thay đổi có tí mà đã quay ra khinh thằng em quá nhỉ? Chào chủ tịch, cuộc hẹn với bên đối tác đã chốt thời gian và địa điểm xong. Mời chủ tịch bớt chút thời gian qua bên đó ạ. Anh này, anh không phải là giám sát công trình của anh tôi ngày trước sao? Sao anh lại gọi anh tôi là chủ tịch? Đúng là ngày xưa tôi làm giám sát thật. Thế nhưng bây giờ chủ tịch nhờ nỗ lực và tài năng đã đứng lên nắm quyền điều hành tập đoàn xây dựng của chúng tôi. Không, không thể nào. Anh Cường, tại sao? Chắc em quên rồi. Năm bố mẹ mất là ai đã phải bỏ ra việc học hành, đi làm phụ hồ để kiếm tiền nuôi em. Và ai là người đã cõng em chạy như điên gần 5 cây số trong cái đêm rét căm căm chỉ vì em lên cơn sốt rét. Tiền bạc với em còn quan trọng hơn máu mủ ruột rà. Em không coi anh là anh trai, nhưng chưa bao giờ anh coi em là người dưng nước lã cả.